bóng tủ hài tôi sửa lên áo nọ dê nưng bố bắt thằng dưới đó nọ dê nưng má nữa rồi nhưng mà chút thì có vẻ như là không có muốn ở lại đâu các bác. Vừa rồi thì nói với giám đốc rằng là ra đây là từ sáng sớm ấy, nhưng mà không biết là có thật hay không. Vì em đi học về thì đã ở kia rồi, em không dám về nhà, em về nhà cũ này thôi. Không dám về là về nhà cũ à? Thế là vừa rồi mẹ có hỏi về cái vấn đề mà ông cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đây còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, ở đây thì chắc hẳn là cô bác cũng theo dõi những cái thước phim trước rồi, cô bác cũng đã biết rằng là hiện tại thì ông đi vào rừng để mà lấy củi là mấy ngày chưa về cô bác. Ở đây thì hôm nọ là khi mà em Sử với lại cùng chú với lại thím là đi lên trên rừng để mà tìm thì cũng đã biết tin về ông là không có gặp chuyện gì mà xảy ra cả cô bác ạ. Đấy, và hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu để xem là ông thì đã về tới nhà chưa cô bác ạ. Đấy, hôm nay thì là ngày thứ tư rồi, ngày thứ tư là ông chưa có về. Đấy, ở đây thì cháu Lực cũng hỏi em Sử với em Hải rằng là ông lên trên rừng để mà khai thác tổ ong với cô bác, cho nên là ông đi mấy ngày là ông chưa có về. Có thể là ông tìm được đấy, có thể là ông vừa tìm tổ ong cho nên là ông vẫn chưa muốn về cô bác. Ở đây thì cháu Lực cũng đã dặn dò ông từ rất là lâu rồi, bảo là bây giờ thì được các bác giúp đỡ cho thì đừng có đi xa để mà khai thác tổ ong hay là lấy củi cả cô bác ạ. Cũng có rất là nhiều những cái bình luận ở trên kênh nói về cháu Lực rằng là cháu Lực không có sốt sắng để mà tìm ong đấy cô bác. Đấy, nhưng mà thật sự ra thì cháu Lực đã cùng với các em là lên trên rừng tìm nhiều lần rồi. Có những lần thì cháu Lực ghi hình lại, còn có những lần thì cháu Lực không ghi hình. Còn có những lần thì là chú với lại thím của các em đi rồi thì cháu Lực không có đi. Đấy, còn bây giờ thì xin mời tất cả các bác cùng theo dõi video, cùng đi cùng cháu Lực đi xuống xem là ông đã về tới nhà chưa cô bác. Ôi mấy bạn nhỏ cái ném cái gì đây? Hả? Ôi nhăng là cầm này á? Ờ, bóng tủ hài tôi xử lên áo nổ. Ờ, dê nưng bố bắt thằng dưới đó nổ. Dê nưng má nữa. Ờ, nhăng là cầm này đường ấy. Ôi cháy nó cả lên dân này luôn á. À. Hai cá bị rớt nó bà là. Mới cá dân nó ăn rồi. À, cửa thì có vẻ như là cửa thì có vẻ như là các em khóa cửa rồi cô bác, là không về tới nhà. Vừa đến thì thấy là mẹ của hai anh em là ở đây nói với cháu Đức rằng là biết ông là không về, không ở đấy, thành ra là hộ ra để mà
cho gà, cho lợn ăn nữa. Tức là tiền ở đây thôi mà mấy? Tiền ở đây thôi mà cháu à? Bông tù hài là tù xử cả bởi đời nào nổ? Má dù nữa. Tại mẹ các em là về là không có gặp hai anh em của bác ạ. Có vẻ như là nhìn thấy là xe của các em cũng không có ở. Thế sao tự dưng lại để những cái sọt ở đây cảm giác như là để khá là bồ bộn đấy nhỉ. Có cả lốp xe nữa. Ở đây thì một tí nữa về thì bảo các em dọn sau. Không biết là giờ các em ở dưới nhà dưới cơ. Ở đây một lúc là xem là mẹ của các em là làm những công việc gì. Chắc chắn là vào trong nhà là không có vào được rồi. Để nhắc là phải đi dân bố. Chị thả khát đã. Để thêm lúc nó xem mà có động thái gì nữa không. Nhưng là ngăn dê bị đau bố. Các bụng ăn nó. Dê các bụng bị lắng nhất là nó đấy. Có cái bóng hải là sứa bị đóng ở hôn đấy nưng chờ bố nó bị nưng bị nưng ở ma nó. Dê các than bị lắng nhất là một than à. Các nô bảy đó. Chấn Lực vừa hỏi rằng là ông có bao giờ là đi sang nhà của cô không ấy, nhưng mà cô nói rằng là không có sang cả. Nãy ra là cũng hộ các em là quét là dọn mọi cái nữa. Không biết là ra là về nhằm về cái có mục đích gì không. Bây giờ không ở đây thì một tí sợ rằng là mẹ các em sẽ làm cái điều gì đấy ở đây cô bác. Lắng như là cái đấm hôm nào mấy? Hôm nào á? Hôm nào ấy chú mà neo nhau kìa? Như là đây, hỏi cô một chút thì có vẻ như là không có muốn ở lại nữa cô bác. Vừa rồi thì nói với cháu Lực rằng là ra đây là từ sáng sớm đấy. Nhưng mà không biết là có thật hay không. Đi sau rồi nha. Đi sao đấy cô bác ạ? Cái cột này là cái cột mà dùng để chống cái cột điện cô bác. Còn mấy cái cột kia là cột mà dùng để thắp cái bóng đèn ở phần phía bên ngoài. Đây có vẻ như là mẹ của các em là đi phía bên trên rồi cô bác ạ. Ở đây thì cũng có rất là nhiều những cái bình luận nói ở trên kênh rằng là sợ rằng là ông đi vào rừng quá lâu đấy là liên quan tới người mẹ. Đấy, hôm nay thì không biết là tự dưng cháu Lực ra đây mà ra đây đến tận và là ra đây từ sáng từ sớm rồi. Đấy, chắc chắn là bây giờ là mẹ của các em là đi lên trên ấy, thì là vẫn chưa về đến nhà đâu. Thấy là cháu Lực ở đây thì thấy là cháu Lực xuống đây thì mới đi về thôi. Tại vì là mẹ các em thì rất là sợ cháu Lực gọi chính quyền thôn của bác ạ. Cháu Lực đi xuống dưới nhà. Xuống dưới nhà cú xem là có thấy ông không. Đấy, vừa rồi thì hỏi thì bảo là chưa thấy ai ở nhà cả. Đấy, đến tầm giờ này là chắc là em Hải cũng đi học về rồi cô bác ạ. Nhưng mà chỉ sợ rằng là em Hải là thấy mẹ của các em là ở trên này, thành ra là không có dám về nhà thôi. Qua những cái lần mà mẹ của các em dụ dỗ đi là hầu như là hai anh em là không có thiện cảm mấy nữa. Còn dẫn đến là sợ cơ cô bác ạ.
Không biết là ông lên trên rừng lâu như thế này thì có liên quan tới người mẹ của các em một chút nào không? Chỉ sợ rằng là người mẹ các em là có thể là dùng một cái gì đó hãm hại ông mà không thể nhìn được thôi cô bác ạ. Đấy, vừa rồi cháu được ra đến nhà thì không có ai ở nhà cả cô bác ạ. Xem là cháu các em thì có ở nhà không đấy mà. Cháu thì vẫn ở đây này cô bác này. Cháu thì vẫn ở đây mà không biết là người thì đi đâu hết rồi. Cả em Sử lẫn em Hải nữa. Không biết là liệu là hai anh em có lên trên rừng để mà đón ông nữa không? Hay ông là còn ông là có thể là đi mấy hôm rồi thì chắc là khi về thì ông cũng có đem được một chút cái thành quả sau khi mà mình lên trên rừng mà khai thác. Nhìn thấy từ xa thì thấy em Hải là đang ở bên kia là lấy củi này cô bác này. Hải ơi, làm gì đấy ấy? Lấy củi à? Không biết là bây giờ là đến giờ mà nấu cơm rồi à, chưa, không biết là em Hải là vẫn chưa về đến nhà để mà nấu cơm à. Lấy sắp được chưa? Sắp được rồi á? Không lấy dây để buộc à? Không lấy để buộc á? Này thì nó khô hết rồi nhỉ? Hay không nó không lấy đi thì mấy nữa mưa lại ướt hết nhỉ? Đây, anh chào Hải nhá. Vâng, em chào anh ạ. Cháu Hải xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Thế là Hải là ra đây lâu chưa? Lâu rồi ạ. Lấy không có lấy dây à? Không lấy rồi. Nhưng mà đi lấy dây về thì một tí nữa anh cùng Hải buộc lấy bó to để bà về luôn. Anh em mình là lấy hết về luôn. Không. Này thì củi lại lạ. Ai bổ đấy? Ông ạ. Ông bố à? Vâng. Thế ông thì đã về đến nhà chưa? Chưa đâu ạ. Chưa à? Vâng. Thế anh Sử đi đâu rồi? Anh Sử sáng nay anh Sử đi đón về nhưng mà không biết đi từ sáng rồi bây giờ tối rồi còn chưa về, không biết có thấy ông không? Đi từ sáng giờ là vẫn chưa thấy á? Vâng. Nào cứ để đây xong là từ để lấy dây tí thì mình lấy dây buộc à? Vâng. Thế vừa rồi anh đi vào kia thì thấy mẹ của Hải là thế bảo là ra đây kia là từ sáng rồi à? Em không biết, em đi học về thì đã ở kia rồi, em không dám về nhà, em về nhà cũ này thôi ạ. Không dám về là về nhà cũ à? Vâng. Thế là vừa rồi mẹ có hỏi về cái vấn đề mà ông mất tích không? Không đâu ạ. Không à? Thế sao mẹ lại biết nhỉ? Không biết rồi ạ. Không biết là ở đây là không có ai nói cô bác ạ? Là mẹ biết, có thể là mẹ các em là theo dõi những cái thước phim hàng ngày mà cháu Đức đã đăng tải lên đấy, biết đấy. Anh Hải chạy đi về ông lấy dao đi, xong là anh em để buộc cho nó bó to á nhá. Vâng. Để anh xếp ra đây. Vâng. Này, cái này là lấy về nhà hết chứ? Lấy một tí thôi. Hả? Lấy một tí thôi ạ. Lấy một tí thôi á? Vâng. Hải đi lấy dao về nhá. Vâng.
Vâng ạ. Anh đi chặt cái cành nào đấy? Vừa rồi anh thấy đâu đây một cái cành. Thế là ở nhà là hết củi rồi à? Hết rồi ạ. Hải đấy đợi anh nhá, anh đi xuống anh chặt cái kia. Vâng. Đi khởi thanh nhá. Đúng, ờ. Rồi. Cái này có vẻ như là khá là trơn đấy. Đây có gai Hải ơi. Vâng. Gai đâu quá. Rồi được rồi, lên đi. Vâng. Thế là Hải nấu cơm chưa? Vâng. Nấu cơm rồi à? Vâng. Thế vừa rồi nấu cơm ở đâu? Thế là vừa rồi Hải nấu cơm chưa? Chưa đâu ạ. Chưa nấu cơm à? Vâng. Không vào được nhà. Vâng. Đấy, bây giờ thì hai anh em mình lấy củi đi về nhà đó, xong rồi nấu cơm. Vâng. Thế vừa rồi thì Hải có chia sẻ cho Lực rằng là thấy đi học về là thấy mẹ ở trên nhà là không có dám đi về nhà cô á. Thành ra là đến giờ này mới em mới ở đây. Thế vừa rồi thì cháu Lực có đi xuống để mà chặt ra cái cây về để mà làm cô bác này. Dưới đây thì có vẻ như là có cây lá giảo của lam năm lá này cô bác này, rất là nhiều. Đấy, ở đây thì cháu Lực cũng chưa bảo các em đi khai thác về. Đấy. Hải thì nếu mà có cái này nhiều này Hải này, đi kéo về đây. Em xem một lát. Đây. Có biết cái này không? Cái này như là rừng có hay sao ấy? Rừng có à? Vâng. Đây, ở đây thì có ít. Ở đây thì có vẻ như có ít à? Vâng. Đấy, chứng tỏ là trên này có, ở đây thì có vẻ như là các em biết nhưng mà các em chưa biết là cái công dụng của nó là cũng để bán được. Nếu mà lấy nhiều thì dùng để bán được nhá. Vâng. Hải cứ đi kéo về xong phơi nó khô đi nhá. Vâng. Bây giờ Hải lấy củi ra đây xếp nhá, để anh vâng. Lấy dây, để anh làm dây. Vừa rồi anh về đến nhà anh thấy là mẹ của Hải là hồ quét nhà đấy. Thế bảo là ra đây từ sáng sớm nay rồi. Chà, vẫn lên từ sáng rồi. Bảo là hộ hộ lấy cỏ cho trâu đấy, hộ lấy rau lợn đấy. Đây Hải, Hải xếp ra kia, xếp này. Vâng. Đây. Hải cho nó xa một tí. Hai em giờ vừa lấy củi thêm một chút nữa để một tí nữa đợi xem là em Sử là về tới nhà tận trưa cô bác. Sử là có cầm điện thoại đi không? Không đợi. Cầm nó đi đó. Vâng. Ôi dồi.
này toàn hỏng thôi. Nên là Sử là có đi cùng chú Thím gì nữa không hay là đi một mình à? Đi một mình thôi ạ. Ai kêu gọi nhỉ? Không biết. Này thì lấy để lên trên nhà cũ nhà hay nhà mới? Nhà cũ thôi ạ. Nhà cũ thôi à? Vâng. Này thì để lấy làm gì? Nấu cám lợn ạ. Để nấu cám lợn à? Vâng. Bó nhỏ thế Hải? Vác thiếu rồi à? To, thiếu được. Vác thêm đi. Vác ra để cho nó hết luôn đi, tí mình nó phải đi chuyến sau. Vâng. Đấy. Anh em mình lấy củi về nhà xong ha. Anh em một chút để xem là anh Sử về đến nhà chưa. Để con nấu cơm đợi anh Sử nữa chứ. Hãy bố bé thì xếp vào đây nhá. Vâng. Bố bé thì xếp vào đây. Kia thì bố to hơn. Hãy xếp xuống. Hải xếp xuống nhá. Vâng. Anh buộc lên cho. À, Hải ơi, anh kèm kéo lên hết. Anh kéo lên với. Kéo nha. Trời. Sắp được chưa? Chưa rồi. Chưa rồi. Vâng. À, sau đây hộ anh kéo, tiếp tục kéo đây nào. Vâng. Đấy, kéo nhé. Vâng. Đây, cầm đây. Được chưa? Một tí nữa. Một tí nữa. Ừ. Ui, giờ này vừa rồi anh bị cái kia cưa chú đấy. Lấy lên đây, thêm một tí nữa, được buộc. Hải là buộc cho Hải là bác bó nhỏ hơn. Được chưa? Được. Được rồi, đây. Xem này để cùng anh buộc này. Đây, cầm kia này. Đây, đây. Nào, đây, buộc đây. Cầm đi. Thế là Hải là vừa rồi đi học và đến mấy giờ thì về? 4 giờ dưới ạ. 4 giờ dưới là về đến nhà à? Vâng. À, lấy bẻ bẻ ra, tí nó mới không bị gãy. Vâng. Này, được chưa? Đây,
Đây đây đây, làm cho đây, không không làm cho đây. Ôi ôi. Đây, mày mày quá, chứ sao đây. Vừa rồi thì anh thấy mẹ Hải là đi đi về đấy. Đấy là đi lên trên rồi nhưng mà không biết là có đi về không. Mẹ Hải vác ra đi trước đi. Chưa. Dao cầm chưa nhỉ? Chưa rồi. Dao đâu ở đây? Đây đây em cầm đi. Được chưa? Cầm được không? Được. Hải cho là bó nhỏ hơn các bác ạ. Đi Hải ơi. Vâng. Cái củi này thì mặc dù là bó to các bác nhưng mà nó cũng nhẹ thôi. Tại vì là nó thứ nhất là nó khô rồi và thứ hai thì nó là cái củi mà cây tre thôi. Hải là đi học về xong à, làm được những việc gì nữa rồi? Là lấy cỏ cho cháu ăn thôi ạ. Lấy cỏ cho ăn thôi á? Vâng. Cám lợn thì nó nấu xong hết chưa? Hôm qua nấu rồi ạ. À, nấu hôm qua rồi à? Vâng ạ. Cái vác kia thì em Hải là để ở trong nhà thôi, còn là cái vác này thì là để ở bên ngoài này thôi. Rửa tay đi Hải. Vâng. Rửa tay đi, rửa tay xong à, đi lên trên xem là anh sửa về chưa. Vâng. Có cái tách như này vào thì bây giờ đường nước thì cũng khá là tiện các bác ạ. Ở trên là nhà mới thì cũng có một cái và dưới nhà cũ thì có một cái các bác nhé. Tách ở dưới nhà cũ thì được là bà Vương Kim Thanh là bà mua cho. Còn là cái tách mà ở trên nhà mới kia là cái tách mà được là nhà nước người ta hỗ trợ ấy. Dưới đây đã khóa cửa chưa? Dạ. Khóa cửa rồi à? Vâng. Tức là bây giờ là công việc ở nhà cũ là làm hết rồi đúng không? Vâng. Hay tất cả là làm mọi việc ở dưới nhà cũ xong là nhà mới thì tối mới lên nấu cơm. Hay những cái thửa ruộng hôm nay thì hôm nọ là em sử dụng máy phát cỏ để phát đấy cô bác này, rất là sạch luôn. Xe của anh xử về chưa? Chưa rồi. Chưa. Thế có vẻ như là em xử là vẫn chưa về tới nhà của bác ạ. Ôi cái này Hải ơi, cái này thì cất gọn nó vào, đừng để như thế nhá. Vâng. Cái nào mà cần là để dưới nhà cũ thì mình để dưới nhà cũ. Vâng. Cất gọn ra góc bên này đi. Đừng có để đấy. Đấy để tặng ra góc bên này đi. Vâng.
Đừng có để sát vào tường quá, sát vào tường quá là nó hỏng hết tường rồi. Vâng. Nhưng cái đồ này thì là dùng xong ấy thì là mình nên ui đây là cái gì đây? Phân à? Phân ạ. Những cái đồ này dùng xong thì mình để dưới nhà cũ đi. Vâng. Dưới kia nó là cái kho rồi thì mình nên để đồ đạc là nó gọi là cái kho thôi nhá. Vâng. Anh xử về thì bảo anh như thế nhá. Vâng. Rồi. Đây. Cái này bên này tí. Đấy. Rồi. Này thì mưa nó không hất được vào đâu. Vâng. Đấy cái bao nữa để vào xong cái hết trước kia đi. Để bên này này, bao ấy. Đấy. Phải bảo các em một chút thì các em mới mới rút kinh nghiệm được cô bác, nếu mà không có bảo thì sợ rằng là sau này nhà đẹp thì cũng thành nhà xấu hết. Hải lấy cái kia để hết vào vào trong đấy, để hết những cái túi ni lông đấy như đây đấy. Đấy. Cái này này để vào trong kia. Còn rác thì quét vào trong xếp ra này. Vâng. Đấy. Thế là một tí nữa Hải là về nhà, Hải là nấu cơm là đợi anh xử à? Vâng. Đấy, dép đấy thì sắp xếp cho nó gọn một chút. Có kim ở trên này không Hải? Không có đâu ạ. Không có đâu. Vâng. Rồi anh bị gai nó đâm vào trong này luôn rồi. Thế là vừa rồi là Hải là thấy mẹ ở trên này là không có dám vào trong nhà. Vâng. Thế cạp thì bây giờ vẫn để dưới nhà cũ rồi. Vâng. Thấy mẹ cái là đi xuống ấy luôn à? Vâng. Thế mà nay anh ra đây thì mẹ Hải bảo là không thấy em. Mẹ con thấy em đó. Thế cô bác ạ, ở đây thì thật sự ra thì cháu Lực cũng rất là sốt sắng, rất là lo lắng khi mà ông đi vào rừng đến tận mấy hôm là chưa có về. Nhưng hôm qua thì chú với lại thím thì cũng bảo rằng là biết tin ông là vẫn còn đang gọi là đang khai thác thêm là mật ong ấy, còn là chưa có về tới nhà được. Đấy, hôm nay thì Sử là đi đón à. Vâng. Đấy, hôm nay thì em Sử là em ấy đi đón rồi cô bác. Có thể là tối nay là không biết là em Sử có về tới nhà không. Đấy, hiện tại thì trời cũng khá là tối rồi. Đấy, tối nay thì nếu mà anh Sử chưa có về kịp ấy thì là buổi tối đi ngủ là đóng cửa chặt chặt một chút nhá. Vâng. Đấy, hôm nay thì anh thấy mẹ của em là ra đây đấy, là em nhìn thấy không, sân là mẹ em hộ quét mà. Vâng. Quét sạch sẽ này. Đấy, còn về nhà cửa nữa thì những cái đồ đạc nào mà mình để dưới nhà, đồ đạc nào mà như kiểu cái sọt ấy thì là mình nên để dưới kho nhá. Vâng. Để tới nhà dưới kia, nhà dưới kia thì bây giờ mình tận dụng lại để làm kho rồi. Vâng. Đấy, em Hải thì có vẻ như là ra đây thì rất là sợ mẹ của mình các bác. Hôm nay thì không biết là lý do mà tại sao mà lại mẹ biết ấy. Vâng. Đấy, bây giờ thì chắc là chỉ có thứ nhất là có mẹ có theo dõi được kênh của cháu Lực đưa lên, và thứ hai thì có hàng xóm ở trên này là có người nào mà nhắc nhở đấy, mà chắc thế đấy. Chú với lại thím thì bây giờ ở nhà không? Có ạ. Có à? Vâng. Em Hải thì là ngày thứ bảy chủ nhật ấy. Thứ bảy ấy thì là Hải hay lên trên rừng để mà hái thêm dâu để đi bán đúng không? Vâng. Thế bán được thì bán như này thì được bao nhiêu tiền rồi? Hôm trước là được 63.000. 63.000. Vâng. Thế là tiền đấy là mình
để cho anh xử hay là như nào? Cho 30.000 cho anh xử, 30.000 em ăn sáng ạ. À, lấy 30.000 là cho anh xử á? Vâng. Thế còn là 30.000 là cũng để đem, cũng mình đem đi ăn sáng à? Vâng. À. Đấy, em xử thì à, em hải đi gọi là tự à, một mình là lên trên rừng để mà hái rau về để mà đem đi ra chợ bán đấy cô bác ạ. Bán được 60.000 là cũng cho anh xử là 30.000. 30.000 này thì chắc là cho anh xử để mà mua thức ăn hay là à, làm cái gì đấy cô bác ạ. Hôm nay thì à, ra nhà của ba cháu thì lúc đầu thì cháu lúc xuống thì cứ nghĩ rằng là à, ông thì đã về rồi ấy, nhưng mà về đến nhà thì vẫn còn chưa thấy ông đâu, thấy một mình em Hải là ở nhà. Thế theo như em Hải nói là Sử hiện tại là đang đi à, đón ông rồi cô bác ạ. Thế rất là mong là ông sẽ không có chuyện gì mà xảy ra cả. Thế mọi điều là tốt lành đều đến với lại à, ba ông cháu. Ở đây thì cháu được cũng biết rằng là à, khi mà à, ông đi như vậy đấy thì cháu được đăng tải lên trên kênh thì cũng có rất là nhiều à, các cô chú, anh chị, ông bà là quan tâm tới đấy, nhưng mà à, không phải là một cái thước phim là cháu được ghi hết được toàn bộ là sự việc đâu. Cháu được chỉ có tóm tắt lại cái sự việc nó như thế nào thôi. Còn là à, lúc nào mà ông đến nhà nữa thì cháu được mới lại tiếp tục là đăng tải những thước phim về ông khi mà đến nhà được cô bác ạ. Để mà đi tìm thì cháu được cũng đã đi tìm rồi chứ không phải là không đi tìm đâu cô bác, mà thậm chí là các em là còn là về cái vấn đề mà Facebook ấy, các em còn không có gọi là không có còn xài nhiều ấy, như cháu được thì cháu được còn xài, cháu được còn chia sẻ lên, đăng tải lên thì có người người ta nhìn thấy, còn có người thì người ta không nhìn thấy đấy. Ở đây thì cũng có rất là nhiều những cái ý kiến mà các bác để trên bình luận nói rằng là sợ ông đi như vậy thì có liên quan tới người mẹ không. Nhưng mà theo như Hải, theo như Hải thì ông đi như vậy thì liệu là có liên quan gì tới mẹ của em không? Không đó. Không á? Vâng. Không hay là không biết? Em không biết đó. Đó là không biết đúng không? Vâng. Còn là sáng nay thì là và chắc là lúc mà em Hải đi học ấy, là chưa có biết là mẹ để về. Nhưng mà đến lúc mà đi học về ấy, thì lại gặp mẹ là đang ngồi ở phần hành lang này cô bác này. Còn về vào trong nhà thì là khóa cửa rồi, thành ra là không có vào được. Không biết là có đi xuống cái nhà cũ không. Đấy, có vẻ có thể là xuống cái nhà cũ đấy, nhưng mà nhà cũ thì cũng đóng cửa là không có vào được nhà. Tại vì là dưới nhà cũ thì cũng có chìa khóa hết rồi cô bác. Đấy, thành ra là chắc là người mẹ mới bó tay. Thế là đến lúc mà em về thì có phát hiện ra được rằng là cháu thì có như kiểu người cho ăn cỏ hay không? Có ai cho ăn cỏ không? Có ạ. Có à? Vâng. À. Cái rau lợn thì ở nhà thì đã ai làm chưa, đã lấy chưa? Lấy rồi ạ. Lấy á? Vâng. Ồ, thế chứng tỏ là mẹ của các em là nói đúng như các bác, chứ không có nói điêu đâu. Bảo là ra đây là giúp hộ là lấy cho cháu ăn này, xong là lấy rau lợn nữa. Không biết là sáng nay anh Sử đi thì có dặn là mẹ không? Không biết rồi. Ừ. Nhưng mà nếu mà để theo thì cháu được nghĩ rằng là thì mà em Sử bảo ấy thì là chắc là không có bảo đâu, tại vì là em Sử là em Sử là không có hề gọi là có một chút tình cảm nào gì tới cho người mẹ cả. Thế nhưng mà trong cái khoảng thời gian vừa rồi ấy, thì khi mà cháu được nên chia sẻ đấy thì không biết là bao cháu được các bác mạnh thường quân hỗ trợ rất là nhiều đấy, cho nên là cũng gọi là muốn quay gọi là muốn quay trở lại mà để mà lấy lại một chút tình cảm của các em gì đấy. Đấy, có thể là như là thế. Nếu mà bây Hải, mẹ của em đã từng bao giờ lấy tiền cho em chưa? Chưa đợi. Chưa. Vâng. Nếu mà bây giờ mẹ lấy tiền cho thì có lấy không? Không đợi. Không lấy á? Vâng. Nếu mà ra chợ mà mẹ gặp mà đưa tiền cho để đi ăn phở thì có dám lấy để đi ăn phở không? Không đợi. Không đó. Vâng. Có vẻ như là hầu như là các em ai ai cũng khi mà người mẹ mà đưa cái gì cho ấy là không có muốn nhận cả.
Đấy, ở đây thì là nó là cái khung cảnh mà từ thời trước mẹ của các em đã từng ở đây một thời gian cũng khá là lâu rồi các bác. Cho nên là mọi cái ở trên này thì để mà thay đổi ấy, thì nó không chưa có thay đổi được nhiều cả. Nó vẫn như thế thôi. Đấy, chỉ thay đổi được là mỗi năm nay là các em được các bác mạnh thường quân hỗ trợ là nhiều thôi. Đấy, còn tự dưng thay đổi là tự dưng là ở trên chỗ quật sử là có một cái ngôi nhà mà khang trang đẹp đẽ như này đâu. Thấy ở nhà thì chịu khó mà dọn dẹp một chút nhá. Vâng. Đấy, trước cửa nhà thì không có nên để nhiều đồ đạc nhá. Vâng. Đấy, làm cái gì nó cũng phải gọn gàng một chút để cho nó sạch sẽ một chút. Khi mà anh ghi hình lên đấy thì các bác mới nhìn và các bác mới nói là các em là ở nhà là chăm chỉ đấy. Chứ không là các bác là tự nhận xét và đánh giá các em là một người mà nó lười hay là chẳng hạn đâu. Chẳng hạn nhá. Đấy, ở đây thì các bác cũng biết các em là ngoan ngoãn này, giỏi giang này, cho nên là mới giúp đỡ cho các em thôi. Thật sự ra thì anh thì cũng là cái người ở giữa thôi. Anh chỉ là người để mà đi chia sẻ thôi. Đấy, chia sẻ cho các bác biết để các bác cùng nhau mà chung tay thôi. Đấy, còn là nhà thì làm đẹp lên thì các em cũng ở thôi. Đấy, anh cũng chỉ là có được cái tiếng thơm thôi. Đấy, anh xử thì anh cũng dặn dò như vậy và kể cả em cũng thế thôi. Đấy, có những câu thì anh nói xử ấy, thì xử là như kiểu là tự ái rất là cao ấy, thì là em lại bảo anh xử lại nhá. Vâng. Ở đây thì những cái mọi những cái điều ấy thì cháu Lực đều có như nào thì cháu Lực lên chia sẻ như vậy cả cô bác ạ. Đấy, còn là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi, chắc là cháu Lực cũng xin, cùng em Hải là xin kết thúc cái thước phim ở đây thôi cô bác ạ. Ở đây thêm một lúc nữa thì xem là có ông xem là ông về chưa. Đấy, cháu Lực cũng không có thể mà ở lại được lâu cả, tại vì là cháu Lực về còn chỉnh sửa video và đăng tải lên cho tất cả các bác là cùng biết về tin tức của ông là có gặp chuyện gì không cô bác ạ. Đấy, còn bây giờ thì cháu Lực cũng xin được kết thúc cái thước phim này thôi cô bác, và cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh bản em. Xin chào cô bác. Chào Hải, chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Thank you.